Đây, mình sẽ chỉ cho anh em, đây là quả màn hình nét nhất hiện tại luôn. Chiếc xe Accent đây vừa mới làm xong. Đây em quay lên đây cho anh. Ok, đây các bạn nhìn thấy này, camera này. Trên thị trường ấy nó có nhiều cái loại camera nó rẻ hơn nhiều, nhưng mà đây chắc chắn là cái loại mà nét nhất hiện tại rồi. Đấy các bạn thấy không? Nó phải là siêu nét. Bởi vì nếu như mà các bạn nhập cái loại nó đều, nó rẻ hơn ấy, thì đây ví dụ đây là ngược nắng nhá. Đây ánh sáng mặt trời là phía trước. Đây. Bên trên này là mặt trời này, đấy. Nhưng mà quay vào đây thì vẫn cực kỳ là ok. Buổi đêm mà không lo bị lóa dưới ánh nắng. Cam kết với anh em là siêu nét luôn. Đấy. Đặc biệt đây là cái phiên bản Ultra 2K nên là nó tràn viền. Đấy các bạn thấy không? Cái viền bên dưới nó nhỏ này. Thậm chí là cái logo này nó rất là sang trọng. Đấy. Nó chỉ bé xíu thôi. Nó chỉ một chút thôi và bên này không còn hàng nút nữa. Đó. Xịn sò chưa? Đây và những cái ví dụ như nó không còn hàng nút nhưng mà anh em kéo ở dưới lên thì toàn bộ là to nhỏ nó sẽ ẩn ở dưới màn hình luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Rất tiện, hoặc là muốn về màn hình chính chúng ta dùng ba ngón tay để đấy, kéo xuống một cái. Rất là hay luôn. Rồi cái này thì chúng ta có cắm sim 4G này, mọi thứ này. Không thiếu một cái gì cả luôn. Đây là phiên bản Ultra 2K. Ra lệnh giọng nói có mọi thứ. Đây mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ sản phẩm của nó. Đây cái hộp em lấy giúp anh. Đây là cái bộ sản phẩm của nó anh em này. Đây là cái bộ cam 360 này. Đấy. Và được tặng kèm cái bộ cảm biến áp slope tích hợp ở trong cái chiếc màn hình Android luôn. Đây cái bản này các bạn thấy này. Đây là bản Ultra 2K. Và nhớ nhá, sản phẩm OLED Pro chính hãng thì anh em kích hoạt bảo hành .oledpro.vn nhá. Đây các bạn lưu ý. Đây vì đây là chỉ cần mà cái hệ cam nó rẻ hơn một chút thôi thì nó đã kém đi bao nhiêu. Bên trong nó có một cái quyển gọi là hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử nữa. Đấy, tất cả những cái rất là công nghệ. Rất đẹp luôn. Đây, em quay lùi ra sau cho anh một chút. Đây ở đây chưa có wifi nhỉ. Ở đây mình chưa lắp sim. Khi mà các bạn lắp cái này ấy, thì sẽ được anh em tặng sim mọi thứ luôn đấy. Nhưng mà hiện tại thì đang quá trình lắp và căn chỉnh vừa xong nên quay lại cho anh em thôi. Được tặng sim, tặng USB, ghi lại hành trình. Đấy. Các bạn thấy chưa? Siêu siêu nét luôn. Bản nét nhất. Cái mức giá của cái sản phẩm này. Đây, mình sẽ lùi lại một chút này. Đấy, có đánh lái theo vô lăng luôn. Đây, mình sẽ đọc mức giá cho anh em xem nhé. Ok, nói chung là quá tuyệt vời. Đây, em zoom lên thần lần nữa cho anh em xem. Đấy. Đây, các bạn thấy không? Đây, mình quay bằng điện thoại nhé. Đấy, ghép hai đầu xe hai bên này. Đây là bên trái, đây là bên phải này. Đi về làng thì tuyệt đối yên tâm luôn. Ghép hai cái bánh đằng sau này. Đây là bánh bên trái, đây bánh bên phải này. Còn ở đây là kiểu như là 3D này. Đấy, các bạn xem từ trên trời xem xuống này. Đấy. Bản Ultra 2K nên là lên cái cam nó cũng vô cùng là nét. À đây, đang gài số lui. Đó. Rồi, ok. Cái mức giá của cái sản phẩm Ultra 2K hiện tại đang có. Đây là bản có 360 này. Và có cả bản không 360. Đấy. Thì tùy vào cái cấu hình mà anh em lựa chọn này. Đấy, RAM 3GB, RAM 4GB, hoặc là RAM 6GB, hoặc là RAM 8GB. Còn bình thường mọi người thường lắp ở cái RAM 3GB, rất là ok. Mức giá của nó là 16.8 triệu anh em ạ. 16.8 triệu và được tặng quá là nhiều thứ luôn, cả 360, cả mọi thứ. Thì anh em nếu mà cần 360 thì nên trang bị cái bản này. Còn không 360 thì cũng có bản này nhưng mà nó sẽ không 360, nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, phần bên dưới mình để lại cái link mô tả giá cho anh em xem nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye.